Đòn áp sát Trung Quốc dàn mặt đảo Đài Loan Gần 80 máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan trong 2 ngày không phải là dấu hiệu chiến tranh, nhưng dường như nhằm phát tín hiệu gian đem mạnh. Quân đội Trung Quốc trong 3 ngày qua đều 39 tiêm kích và trinh sát cơ áp sát đảo Đài Loan. Đợt áp sát lần này phá kỷ lục số máy bay quân sự hoạt động gần đảo Đài Loan với 38 phi cơ diễn ra một ngày trước đó, đúng dịp quốc khánh Trung Quốc lực lượng phòng vệ đài loan đã điều tiêm kích để ứng phó cảnh báo máy bay của quân đội trung quốc đồng thời kích hoạt tổ hợp tên lửa phòng không để theo dõi giới chuyên gia cho rằng việc trung quốc liên tiếp triển khai số máy bay lớn kỷ lục áp sát hòn đảo không phải là tín hiệu cho thấy chiến tranh cận kề nhưng phản ánh thông điệp ngày càng rõ ràng của bắc kinh về thu hồi hòn đảo bằng mọi giá kể cả bằng biện pháp quân sự động thái bắt đầu vào ngày quốc khánh trung quốc cho thấy quyết tâm thống nhất đảo đài loan bằng vũ lực nếu cần thiết mục tiêu của đợt triển khai lực lượng chính là thể hiện sức mạnh quân sự của bắc kinh và giảm mặt đài bắc adamni nee, nhà phân tích chính sách quân sự của trung quốc nhận xét trung quốc luôn coi đài loan là một tỉnh trở thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần bộ quốc phòng của trung quốc chưa bình luận về hoạt động áp sát kỷ lục này trong hai ngày liên tiếp nhưng từng khẳng định các hoạt động quân sự gần đảo đài loan đều nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước đồng thời nhắm vào hành vi thông đồng giữa giới chức hòn đảo với mỹ bên ủng hộ quan trọng nhất của đài loan rất đáng lo ngại điều này gây áp lực lớn với lực lượng phòng vệ cầu hòn đảo này máy bay đại lục hiện ngày càng hiện diện nhiều gần đảo Đài Loan thì nguy cơ xảy ra sự cố càng lớn. Trên chung, nhà phân tích an ninh thuộc Quỹ Chính sách ở Đài Bắc nêu quan điểm. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ của Đài Loan Joseph U thừa nhận những hành động của quân đội Trung Quốc mang tính đe dọa, nhấn mạnh lực lượng phòng thủ của hoàn đảo này vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao và phản ứng phù hợp để đảm bảo an ninh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Les Price đã lên tiếng lên án những chuyến áp sát của máy bay Trung Quốc cho rằng hành động này gây bất ổn và có thể dẫn tới những tính toán sai lầm và ảnh hưởng tới hòa bình ổn định trong khu vực. Lực lượng phòng vệ của đảo Đài Loan thường xuyên điều tiêm kích giám sát phi cơ Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc triển khai tiêm kích ngăn chặn với tần suất quá lớn sẽ làm suy giảm năng lực chiến đấu của cả phi công, khí tài, ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng thủ của hòn đảo. Rõ ràng, quân đội Trung Quốc đang bào mòn lực lượng phòng vệ của đảo Đài Loan. Với nhịp độ hoạt động hiện nay, các chuyến tiêm kích liên tục khiến cho phi công của Đài Loan rất mệt mỏi, chúng cũng tiêu tốn nhiên liệu vốn đắt đỏ và gây hao mòn khung thân phi cơ, làm giảm đáng kể niên hạn sử dụng. Jack Cooper, chuyên gia về vấn đề quân sự Trung Quốc trong khu vực nhận định, những đợt áp sát đảo Đài Loan thường gồm những trinh sát cơ và máy bay săn ngầm cùng nhiều loại tiêm kích Tuy nhiên, không quân Trung Quốc gần đây huy động ngày càng nhiều các oanh tạc cơ chiến lược H-6. Đây là bước đi mang tính đe dọa vì chúng có khả năng tung ra đòn tấn công phụ đầu nếu xảy ra xung đột. Gerard Brown, một nhà phân tích quốc phòng tại Mỹ, nêu quan điểm. Các chuyến bay đến quy mô lớn cho thấy, phi công Trung Quốc đang hoàn thiện khả năng chiến đấu trong điều kiện khác nhau. Họ đang tìm cách phô diễn năng lực tác chiến trong mọi hoàn cảnh như tung đoàn tấn công vào ban đêm. Xu Tujun, một nhà phân tích ở Viện Nghiên cứu An ninh Phòng thủ Đại Đài Bắc cho hay, tính đến cuối năm 2019, quân đội Trung Quốc có khoảng 1.500 chiến đấu cơ cùng 450 cường kích vào oanh tạc cơ, Lực lượng phòng vệ Đài Loan sở hữu 400 ti kích và không có oanh tạc cơ. Đài Loan ngày càng phụ thuộc vào Mỹ để đảm bảo an ninh, trong đó Washington là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Đài Bắc. Trung Quốc cũng thường sử dụng những chuyến áp sát Đài Loan để phát thông điệp cảnh báo với một số những sự kiện cụ thể. Bắc Kinh năm ngoái điều động 37 máy bay áp sát hòn đảo này trong hai ngày, cùng thời điểm quan chức Mỹ tới thăm Đài Loan. Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây ngày càng thể hiện sự ủng hộ Đài Loan, trong đó một phái đoàn quốc phòng Pháp dự kiến thăm hòn đảo. Bắc Kinh từng nhiều lần phản đối những hành động thể hiện ủng hộ độc lập cho Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc đang vạch làn danh đỏ với cộng đồng quốc tế, cảnh báo các nước ủng hộ Đài Loan. Chúng tôi không thích điều đó, nhưng cũng không quá lo lắng, Wang Tingzhu, thành viên của cơ quan lập pháp Đài Loan cho hay.